essay contest. Đây, những cái cấu trúc này chúng ta sử dụng rất là nhiều. Ừ, chúc mừng về cái gì đó. Hey, congratulations on. Rồi sau đó thì có thể là cộng với danh từ, hoặc có thể cộng với verb in cộng o, vân vân. Thì sau là hey, congratulations on. Đây, chúng ta cụm này sử dụng rất là nhiều. Hey, congratulations on winning the essay contest. Winning the essay contest. Đọc đi bạn. Hey, congratulations on winning the essay contest. Hey, congratulations on winning the essay contest. Chú ý cho mình thè lưỡi ra, thè lưỡi ra. Hey, congratulations on winning the essay contest. Hey, congratulations on winning the essay contest. Hey, congratulations on winning the essay contest. Congra, đừng đọc là con nhá. Congra là sai. Congratulations. Congratulations, congratulations. Hey, congratulations on winning the essay contest. Nhớ âm the, hãy lựa ra the contest. Hey, congratulations on winning the essay 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 contest. Nào, cái câu này mới khó này, tại vì có hai âm thờ này. Này, các bạn chú ý cho mình này. That, đúng không? The thousand. Như này, the thousand. Đấy, the thousand. Đấy, các bạn này. That, đọc từ that xong cái thay đổi ra luôn. That. The thousand. Đấy, the thousand. Đấy, các bạn làm giúp mình nha. That có nghĩa là gì? Đọc xong từ that cái lưỡi lưỡi chạm lên đây rồi đúng không? Lưỡi chạm đâm tê rồi đúng không? Rồi thè lưỡi ra luôn, Đấy, the thousand. Các bạn nhá, đọc âm that xong cái chạm đến đây rồi đúng không? Lưỡi thè ra luôn. The thousand. Đấy, làm giúp mình cái từ này, nó khó nhất cái chỗ này thôi. Nào, the thousand. Đấy, nào, đọc that rồi sau đó thè lưỡi ra luôn. Có nghĩa là các bạn cứ chủ động thè lưỡi ra luôn ấy, cứ chủ động thè lưỡi ra luôn, tại vì nó sẽ sượt đi vào âm T rồi mới sượt ra mà. Nên các bạn cứ that rồi sau đó các bạn thè lưỡi ra luôn. The thousand. Đấy, các bạn cứ chủ động thè lưỡi ra luôn, đọc xong cái đọc thè lưỡi ra. The thousand. Nó khó nhất cái chỗ này này, nó khó nhất cái chỗ này thôi. Nhưng mà các bạn cứ làm theo mình nhé. That rồi sau đó thì thè ra luôn, lưỡi ra luôn. The thousand dollar prize money. The thousand dollar prize money. Nó hơi khó, thực sự là hơi khó vậy. Nào, the thousand. Luyện nó sẽ được thôi, luyện nó sẽ được thôi. Thề lưỡi ra. The thousand dollar prize money. Ở đây thì các bạn lại thấy là có 2 âm D đúng không? 2 âm D thì chúng ta chỉ cần đọc 4 D thôi. Âm D đầu tiên chúng ta sẽ bỏ đi. Đây, chúng ta sẽ đọc từ the thousand dollar prize money. The thousand dollar prize money. Đọc đến đây thôi nha. The thousand dollar prize money. The thousand dollar prize. Có Z nhỉ? The thousand. Bỏ D, đừng bật âm D, tại vì chúng ta có âm D đằng sau rồi. Bỏ âm D đi. The thousand dollar prize money. 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 Thưa ơi, đọc đi nào. The thousand dollar prize money. 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 The thousand dollar. Các bạn chú mình âm o nha. Dollar. Âm o tròn môi ra, chu miệng ra. U o da da dollar 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 dollar.
The $1,000 prize money. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp này. Should, 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 should. Really âm R này. Miệng chu ra, lưỡi cong vào. Miệng chu ra, lưỡi cong vào. Really, really. Chu miệng ra các bạn. Ready, should really come in. Chúng ta nối vào. Come in handy. Cái cụm là come in handy có nghĩa là nó không phải là cái dịch dịch bằng từ không ra đâu nha. Come in handy có nghĩa là nó bằng với từ useful, bằng với từ useful nha, bằng useful có nghĩa là hữu ích ấy, hữu ích. Nhớ cho mình cái cụm này nha. Come in handy. Có nghĩa là gì? Chúc mừng bạn đã chiến thắng cái cuộc thi Hùng Việt ấy. Đấy. Đó là một cái giải thưởng 1.000 đô la la. Đấy. Nên nó rất là hữu ích. Đấy, nên nó rất là hữu ích. Đấy, chúng ta phải dịch là như vậy. Chứ chúng ta đừng dịch, nếu mà dịch bình thường này, chúng ta không dịch không ra đâu. Thì đây bằng cái từ useful cũng là hữu ích. Nên nó rất là hữu ích. Tiếp theo nữa là cái câu you bet. Thì theo các bạn nghĩa là gì? Ở đây thì các bạn chú cho mình này. Nó bằng với cái từ là I agree. You bet thì bằng I agree. Nhớ cho mình nha. You bet. You bet. Tôi đồng ý. Đấy, I agree. Ví dụ như là một người đàn ông cầu hôn với người phụ nữ chẳng hạn. Thì do you marry me chẳng hạn, thì nếu mà người đàn bà nếu mà người phụ nữ đều đồng ý chẳng hạn, thì các bạn như họ thì không nói là I agree, mà người ta có thể nói là you bet. You bet có nghĩa là em đồng ý. Đấy, em đồng ý. You bet có nghĩa là tôi đồng ý, em đồng ý. Đấy, you bet, chứ không phải là bạn bạn thua hay là bạn thắng gì đâu nha. Đấy, tiếp thì chúng ta có một cái từ nữa là chúng ta nối vào này. I've already put it aside. Nó lại thêm một cái cụm từ này nữa. Put it aside. Cụm này người nước ngoài cũng sẽ sử dụng rất là nhiều. Có nghĩa là put it aside có nghĩa là gạt sang một bên, gạt sang một bên, gạt sang một bên ấy. Gạt sang một bên, sang một bên. Đấy. Có nghĩa là cái câu này là gì? Đúng rồi. You bet. Đúng rồi. Tôi đồng ý. Đấy. Tôi thực sự đã gạt bỏ nó sang một bên để chi trả từ cover cho cái này, nó là có thể là chi trả cái khoản tăng hay còn có nghĩa là chi phí tăng đấy, increase, chi phí tăng. Từ landlord có nghĩa là chủ nhà mới vừa đã thông báo cho năm sau, có nghĩa là cái khoản này này, cái khoản giải thưởng này này, thì cái người người này này thì người ta sẽ gạt bỏ ra một bên để làm gì, để chi trả những cái chi phí tăng mà người chủ nhà đã thông báo cho năm sau, có nghĩa là năm sau thì các chi phí nó sẽ tăng nên cái giải thưởng đấy phục vụ cho cái chi phí tăng đấy. Thì các bạn chú cho mình có hai cấu trúc chúng ta cần quan tâm là come in handy có nghĩa là bằng từ useful có nghĩa là hữu ích là một. Put it aside, chúng ta nối vào put it aside, những cái dạng này thì các bạn biết nối rồi. Put it aside đấy có nghĩa là gạt sang một bên để làm gì đấy. Đấy, put it aside. Vậy I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Chúng ta có thể bỏ tên đi, just just announced, đây là st nhá. Đấy, st announced. Đây các bạn nhìn vào announced for next year, bỏ tên đi next để em s thôi, next rồi sau kéo em s, next year. Đấy, các bạn nhớ cho mình ý này nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu học đọc đi đọc lại này. Mục tiêu chúng ta chỉ mới đọc thôi, đọc đi đọc lại bây giờ thuộc thôi. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize would really come in handy. As you bet, I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced
For next year. Set an out for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Đấy, hai câu là như vậy. Bây giờ chúng ta việc chúng ta cứ đọc đi đọc lại thôi nha. Đọc đi đọc lại. Okay, hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Chú ý cho mình cái từ increase, nhớ cho mình nha, có âm đằng sau đấy, âm đuôi, nhớ cho mình increase có s nha, increase increase có s vào, có s vào, increase increase. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Announced, 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 announced. ST rõ ràng để nó là quá khứ nha. Announced, announced, and next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Các bạn chuẩn bị để mình gọi nha, mình gọi nha. Hôm nay là mùng 1 tháng 3. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. As you bet, I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize should really come in handy. As you bet, I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Ok. Mời bạn Ánh nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Ok, rồi. Cố gắng đọc nhiều nữa để cho nó quen ạ. Mời bạn Nam nào. Anh Nam ơi, bật mic nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year.
Rồi, ok. Mời bạn Hương nào. Hi, congratulations on winning the essay contest. That $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Ok, từ không phải là từ đô đô l mà đô là, mà không phải là, nó là từ âm o, dollar Đó, dollar đó. dollar. Ok, mời bạn Phú nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the increase my landlord just announced for next year. Rồi, ok, tốt. Mời bạn Diệu nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. That $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already bought this aside to cover the increase. My landlord just announced for next year. Put it aside, đúng không? Pull the side. Ok. Mời bạn Thư nào. Thư ơi, không nghe thấy Thư ạ. Vẫn chưa nghe thấy. Hình như là xem chọn cái mic hay là cho cái máy xem nào. Quản khác cứ luyện tập đi xem nào, luyện tập đi cho nó quen đi. Thực sự cái câu này hơi dài, cả hai câu đều dài cả, nên hơi khó một xíu. Hey, congratulations. You nghe chưa? Ok, nghe rồi. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet I've already put in the site to cover the inquiry. My landlord just announced for next year. Ok, tốt. Mời bạn Lâm nào. Rồi, ok. Mời bạn Phụ nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. That $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I already put it aside to cover the injury my landlord should allow for next year. Rồi, ok, mà bạn Tiến nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. That $1,000 prize money should really come in handy. You bet I've already put it aside to cover the injury my landlord should announce for next year. Rồi, ok. Thì các bạn đọc lại cho mình cụm này này. Put it aside. Put it aside. Bấm rồi sau đó D là aside. Put it aside. To put it aside, to put it aside, to put it aside, to đấy cả cái cụm này luôn. I vô nối liền mà vô 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 ready. I've already put it aside to cover the increase. Đọc cái cụm này cho nó nhuần vào, vì chúng ta cái câu này chúng ta sự sự rất là nhiều này, chúng ta sẽ gạt bỏ cái gì sang một bên để chúng ta làm việc gì đó đấy, gạt bỏ làm cái gạt bỏ cái gì để làm được gì đó, dùng rất là nhiều luôn, dùng rất là nhiều trong cái cuộc sống luôn đấy. Nếu mà chúng ta không học cái những cái cụm từ này, chúng ta không biết giải thích từ tiếng Việt sang tiếng Anh kiểu gì, đúng không? I've already put it aside to cover the increase. I've already put it aside to cover the increase. I've already put it aside to cover the increase. I've already put it aside to cover the increase. I've already put it aside to cover the increase. I've already put it aside to cover the increase.
I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. I very put it aside to cover the inquiries. Okay, bây giờ chúng ta đọc các câu nào. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Đây, ok. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều các cấu trúc như này đấy, trong cuộc sống. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiry. My landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Hey, congratulations on winning the essay contest. The $1,000 prize money should really come in handy. You bet. I've already put it aside to cover the inquiries. My landlord just announced for next year. Ok. Chúng ta tạm dừng cái việc nghe nói nha. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. À, hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn. Hôm nay tiếc quá bạn Minh không tham gia được. Thì phần này cũng ngắn thôi. Máy mình không biết là thử xem, mình thử quay cái video này xem ổn không nhá. Ok, cho phép mình hôm nay thử quay cái màn hình. Có gì mình gửi cho bạn Minh, vì buổi hôm nay nó hơi quan trọng một xíu.